Hello, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Du đến từ Nguyễn Du Hoa Qua. Thì hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại cá thủy sinh bơi đàn đẹp nhất. Chắc là các bạn đã biết là cá neon là một loại cá mà gần như ai chơi thủy sinh cũng sẽ chắc chắn là một lần nên trải nghiệm qua. Thì neon nó có rất là nhiều dòng nhé các bạn nhé. Có neon thường này, neon thường như cái bể mình đang bơi đây. Để phân biệt neon thường và neon vua. Ngoài ra thì còn có neon albino, là cái thân nó màu trắng này, neon đen, neon tetra, neon lemon, nói chung là khá nhiều loại neon, thì tất cả những loại đấy đều bơi đàn hết. Tuy vậy thì neon thường và neon vua là hai cái loại mà chúng ta sẽ hay gặp và hay chơi nhất, bởi vì là nó có một cái màu xanh ánh lên rất là đẹp như một chiếc đèn neon ấy, thế nên là nó gọi là neon. Thì chúng ta sẽ phân biệt neon thường với neon vua bằng mắt nhìn. Neon vua thì cái vệt đỏ dưới bụng, các bạn nhìn em, vệt đỏ dưới bụng nó kéo dài hết cả đuôi, kéo dài hết cả đuôi luôn. Còn neon thường thì cái vệt đỏ từ đuôi kéo đến nửa bụng thôi, và nó không kéo lên tận trên đầu. Để mà nuôi neon một cách khỏe đẹp ấy, thì mình cũng đã có một cái video để hướng dẫn các bạn cách nuôi cá neon sao cho khỏe và sinh trưởng tốt nhất. Thì ở đây mình sẽ nói qua một số cái lưu ý khi mà chúng ta nuôi neon. Thứ nhất là về cái vấn đề nhiệt độ thích hợp nhất để nuôi neon sẽ dao động từ 26 cho đến 30 độ. Còn nếu mà nhiệt độ thấp hơn thì cá neon sẽ thường xuất hiện những cái hiện tượng nấm bệnh. Chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta xử lý những cái hiện tượng như vậy. Tiếp theo là về cái vấn đề bệnh tật, mình cũng đã nói rồi, các bạn phát hiện càng sớm, xử lý càng nhanh thì cái đàn cá của chúng ta sẽ được xử lý bệnh rất là nhanh. Các bạn cứ search từ khóa cách nuôi cá neon bất tử của Nguyễn Du Hoa Qua nhé, là sẽ ra cái cách nuôi cá neon này và cách xử lý những cái bệnh tật mà chúng ta hay gặp. Tiếp theo là mình muốn giới thiệu đến các bạn cá sóc đầu đỏ. Sóc đầu đỏ này nó có một cái đầu, các bạn thể thấy là đầu nó đỏ đỏ và phần đuôi kẻ như đuôi cờ ấy. Thì màu sắc nó không nổi bật cho lắm, tuy vậy thì cái khả năng bơi đàn của sóc đầu đỏ này còn được đánh giá cao hơn cả neon vua, cao hơn cả neon luôn. Chỉ cần khoảng 10 con là nó đã bơi đàn rất là đẹp rồi. Thì về những cái đặc tính sinh học này, bệnh tật các thứ nó tương tự như neon, mình đánh giá là tương tự như neon. Có những cái vấn đề mà các bạn gặp phải đối với neon thì xử lý tương tự đối với sóc đầu đỏ cũng sẽ khỏi. Còn một loại nữa thì chúng ta cũng rất hay nuôi trong một chiếc bể thủy sinh, tuy vậy cái khả năng bơi đàn của chúng cũng không được đẹp như sóc đầu đỏ và neon, đấy chính là giếc anh đào. Đây các bạn thấy giếc anh đào cũng được rất nhiều anh em chơi thủy sinh ưa chuộng. Đây là giếc anh đào vây dài nhé. Ban đầu khi mà chúng ta mua ngoài hàng về thì màu sắc của nó cũng sẽ không được nổi bật cho lắm. Nhưng mà chúng ta nuôi một thời gian khoảng vài tháng kết hợp với những cái chế độ cho ăn kích màu ấy, thì nó sẽ lên một cái màu đỏ rất là đẹp và cái đuôi nó rất là mềm mại luôn. Ví dụ như ở đây này, mình có mấy con mình đã nuôi khá lâu rồi. Giếc anh đào này theo đánh giá của mình nó có cái sức đề kháng cao hơn neon và sóc đầu đỏ. Cái khả năng dính bệnh tật của chúng cũng sẽ ít hơn, chủ yếu là chỉ bị nấm trắng, chúng ta xử lý rất là đơn giản. Còn đối với những bệnh thối thân hay là lở loét ở người thì giếc anh đào cũng ít bị hơn. Ngoài ra có một số loại mà chúng ta ít chơi hơn, tuy vậy khả năng bơi đàn của chúng cũng khá là đẹp. Sức khỏe của bọn này thì theo đánh giá của mình là rất là trâu. Hồng tử kỳ này, thì hồng tử kỳ này giá thành cũng rất là rẻ, 10-15 nghìn một đôi là chúng ta cũng đã có một đàn. Ngoài ra thì có cầu vồng xanh. Đây, cầu vồng xanh Việt đây các bạn ạ, là những cái con người ánh ánh này nhé. Còn đây là cây gan xanh. Cây gan xanh này chúng ta cũng kết hợp nuôi đàn rất là đẹp. Tuy vậy thì nếu mà để chúng
có một cái kích thước to. Khi mà chúng đã lớn rồi thì khả năng bơi đàn và săn đuổi những cái con vật khác ấy, theo bầy đàn ấy, sẽ cao hơn, nên là chúng ta nuôi CK này chúng ta nên lưu ý một số vấn đề như vậy. Đối với những con cá nhỏ thì thường nó sẽ bị lùa, còn cầu vồng này thì lành hơn. Cầu vồng Việt này thì chúng ta nuôi rất là thuần và cũng rất là khỏe, khi mà nó lớn lên thì màu cũng rất là đẹp các bạn ạ. Có thể là bây giờ chúng ta nhìn thấy là màu sắc của nó không được bắt mắt cho lắm, vì vậy để ý thật kỹ có thể thấy ở trên người của chúng là có những cái màu gần như là đầy đủ màu sắc của cái cầu vồng ấy, là nó gọi là cá cầu vồng. Ok, vừa rồi là mình đã giới thiệu cho các bạn một số loại cá bơi đàn. Có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc về bể cá cảnh hoặc bể cá thủy sinh, các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho mình trong phần bình luận. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.